kẻ trộm bảo vệ. Có kẻ trộm. Không xong rồi, đuổi theo. Chia ra đuổi theo. Dạ. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Hoàng thượng, hoàng thượng. Không xong rồi hoàng thượng. Vừa mới có tin tức báo có đạo tặc lẻn vào quảng tế tự, cướp đi mất bản chép tay của Long Tạng Kinh rồi hoàng thượng. Cái gì? Tình Hiên, để mau chóng dẫn người xuất cung phối hợp với trại giam truy nã đạo tặc, nhất định phải đoạt lại được kinh thư về. Tuân chỉ. Cuồng đồ to gan, dám lẻn vào tự ăn trộm, mau giao món đồ ra đi. Cao đồ. Khiêm Dương gia dạo này vẫn khỏe chứ? Thật không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tới kẻ thảm hại như ta. Bước nói nhảm đi. Nếu giao đồ ra đây sẽ miễn tội chết. Long Tạng Kinh trong tay của ta, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Người sao vậy công chúa? Không biết nữa. Tự nhiên lại thấy ngực đau nhói. Hãy
Đại ca, không sao chứ? Đuổi theo! Diện binh của chúng tới rồi, mau rút thôi. Rút, đi mau. Đi mau, đi. Khiêm Nhân gia, kẻ trộm là dư đảng của Ngạo Bái, Cao Đồ. Cao Đồ và Cừu Bưu chúng cái gì đã trộm đi mất bản chép tay của Long Tạng Kinh. Thần phụ lòng hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Khiêm Nhân gia, ngài cố lên chút đi. Mỹ Ly, Mỹ Ly. Khiêm Nhân gia, xin ngài sóc Mỹ Ly. Khiêm Nhân gia, ta an táng ngài ở nơi này, mong ngài có thể hướng về Hoàng Lăng bầu bạn với tiên đế. Ngài yên tâm đi, lão tổ tông sợ Mỹ Ly không chấp nhận được sự thật nên đã giấu đi chuyện ngài hy sinh vì nước, mong ngài lượng thứ. Đợi tới sau này, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đưa Mỹ Ly tới thắp hương tế bái ngài. Ngài yên tâm đi đi, ta nhất định sẽ giúp ngài chăm sóc cho Mỹ Ly. Hoàng thượng đã phái ta truy theo dấu vết của Long Tạng Kinh, ta nhất định sẽ giết chết Cao Đồ, báo thù rửa hận cho ngài. Một kẻ đáng thương như cô còn đòi giúp ta sao? Hay là cô hãy tự giúp mình trước đi. Ta nói thật cho cô biết, A Mã của cô đã chết từ lâu rồi. Lão Tổ Tông và Tịnh Hiên đều đã biết, chỉ có một kẻ ngốc như cô vẫn chưa biết mà thôi. Nương nương nói gì? Ta nói A Mã của cô đã chết rồi. Chết rồi? Không thể nào. Tịnh Hiên ca ca nói A Mã của muội ra ngoại thành làm việc, huynh ấy không gạt muội đâu. Đó là vì họ đang thương hại cô. Nương nương quá độc ác, dù nương nương cố tình muốn trả thù muội thì cũng không nên nói những lời như vậy. Lúc A Mã của cô chết, Tịnh Hiên cũng ở ngay bên cạnh. Nếu như cô vẫn không tin thì có thể đi hỏi hắn. Không thể nào, muội không tin đâu. Người gạt muội, người gạt muội. A Mã của muội không có chết, A Mã của muội không có chết. À, nói thật cho cô biết, A Mã của cô đã chết từ lâu rồi. Lão Tổ Tông và Tịnh Hiên đều đã biết,
Chỉ có một kẻ ngốc như cô vẫn chưa biết mà thôi. Lúc A Mã của cô chết, Tịnh Hiên cũng ở ngay bên cạnh. Nếu như cô vẫn không tin thì có thể đi hỏi hắn. Cô gạt ta. A Mã của ta không thể chết. A Mã của ta không thể chết. Mỹ Ly, muội sao vậy? Tịnh Hiên ca ca, Quỳnh nói thật cho muội biết, A Mã của muội rốt cuộc đã đi đâu? Ta đã nói với muội rồi mà, A Mã của muội phụng lệnh ra ngoài thành làm việc rồi. Tịnh quý phi nói là, nói A Mã của muội đã chết rồi. Quỳnh ở bên cạnh tận mắt chứng kiến. Quỳnh nói đi, đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật. Mỹ Ly, Quỳnh nói đi, Quỳnh nói đi, A Mã của muội đi đâu rồi? Muội chết thật rồi. Thì ra A Mã của muội chết thật rồi. Mọi người đều gạt muội. Mỹ Ly à, gạt muội. Mỹ Ly, Mỹ Ly. Mỹ Ly, từ nhỏ con đã mất mẫu thân. A Mã mấy năm nay ở lại kinh thành phụng mệnh. Điều nuối tiếc nhất trong lòng ta chính là không thể cho con được một gia đình trọn vẹn. Cha! Cha! Hai cha con ta cuối cùng cũng không phải chịu cảnh phân ly nữa, con vui không? Chỉ cần A Mã bên cạnh con thì con không cần gì nữa hết. Ê, chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không cẩn thận gì hết à? Ôi, báo kìa. Chạy báo, chạy báo. Chạy báo, chạy báo. Chết ra. Cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Cái gì vậy? Chạy báo. Chạy đi. 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 Chạy chạy thôi, mau lên. Dừng lại đi. Chạy đi. Chạy mau. Thank you.
Tử Tình. Là có chuyện gì? Ngựa của Mỹ Ly Cách Cách đã bị tiếng pháo làm cho kinh sợ, chạy như điên ở trên đường. Tử Tình Cách Cách đang trên đường vào cung, đúng lúc đi ngang qua. Khởi giá. Bị thương nghiêm trọng không? Dương gia, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, e là khó mà hồi phục. Xin Dương gia thứ tội. Tử Tình tỷ tỷ, tỷ sẽ không sao đâu mà. Tỷ sẽ không sao đâu. Đứng lên đi Mỹ Ly. Muội đứng lên đi. Mỹ Ly, muội làm vậy Tử Tình càng thêm khó chịu. Cô chính là đầu hại người. Hai đứa con gái của ta đều bị hại trong tay cô. Ta muốn cô phải đền mạng. Dương gia, đừng mà cô cản ta. Ta phải đánh chết nó. Ta phải bắt nó đền mạng. Dạ. A Mã, xin người đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Cô cút đi cho ta. Ngồi đâu? Lôi cô ta ra ngoài. Không cho cô ta bước vô phủ nửa bước. Đi. Đừng mà. Ta muốn ở bên tỷ tỷ. Đừng mà. Thả tỷ tỷ. Tử Tình. Tử Tình. Thả ta ra đi. Ta xin ngươi cho ta vào đi. Ta xin ngươi hãy cho ta vào đi mà. Ta muốn ở bên tỷ ấy. Chắc hãy về đi. Xin đừng làm khó nô tài mà. Hãy về đi. Tử Tình là A Mã đã hại con mà. Nếu như A Mã không sai con vào cung cầu xin sẽ không xảy ra chuyện này. Là A Mã đã hại con mà. A Mã, số của nữ nhi đã tận rồi. A Mã đừng tự trách nữa. Không, đều là A Mã đã hại con, đều là lỗi của A Mã mà. Tử Tình, muội không sao đâu. Muội nhất định sẽ khỏe lại mà. Muội hy vọng mình có thể nhanh chóng hồi phục. Khó khăn lắm mới tới ngày thành thân của chúng ta. Muội e là muội sẽ lỡ mất. Không, Tử Tình, không đâu. Muội biết là mình sắp đi rồi, nhưng người mà muội không yên tâm nhất chính là huynh. Huynh đã lớn từng tuổi này vẫn không biết tự chăm sóc bản thân. Tử Tình, ta đang ở đây, muội không được đi đâu hết. Tử Tình, đợi khi muội khỏe lại chúng ta. Thank you.
Mỹ Ly, cứ để quỳ. Nếu như tử tình xảy ra chuyện gì, ta bắt người chôn theo. Còn nữa, nói với Mỹ Ly, sống chết dở số, muội không hề hận muội ấy, để muội ấy không rảy rứt. Được, ta sẽ chuyển lời của muội. Hoàng thượng, vết thương thế nào rồi? Tha thứ cho tệ chức. Muội có chuyện muốn được nói riêng với hoàng thượng. Tử tình, hoàng thượng, tạ ơn người đã tới tiễn thần chặn đường cuối. Tử tình, tất cả đều do trọng. Nếu trọng chưa gặp khanh sớm hơn thì có lẽ đã tránh được tai họa này. Hoàng thượng, người đừng tự trách mình. Tử tình không quán trách Tịnh Quý Phi là muội muội duy nhất của thần. Hoàng thượng, thật giao muội ấy lại cho người. Được, trẫm hứa với khanh, trẫm sẽ thay khanh chăm sóc Tịnh Quý Phi chu đáo. Tạ ơn hoàng thượng. Tử tình, nghĩ coi, khanh luôn đối tốt với người khác, cũng không hề tranh giành, nhưng không hiểu tại sao trời cao lại không có mắt, tại sao lại đối với khanh như vậy. Trẫm cảm thấy quá bất công. Tử tình, có câu này đã giấu kín trong lòng từ lâu, sợ rằng nếu như không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa. Cứ nói, tử tình hãy mau nói cho trẫm nghe. Cho dù là chuyện gì, trẫm cũng đều đồng ý. Nói đi. Hoàng thượng, tình sâu nghĩa nặng, tử tình lẽ nào không biết. Chỉ có điều trong lòng tử tình đã có thượng nghị rồi. Những gì hoàng thượng làm cho tử tình không thể báo đáp. Nếu được, người tác thành cho thần và thượng nghị, tử tình vô cùng cảm kích. Thưa nghĩ
tử tình. Tử tình. Ngươi làm gì kiểu gì vậy? Ngươi đã hại chết tỷ tỷ của ta. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Sau khi ngựa của Mili Cách Cách hoảng sợ, nô tài cũng không ngờ rằng Tử Tình Cách Cách lại gặp phải tai họa. Lại là Mỹ Ly, lại là Á Tiện Nhân đó. Chẳng lẽ cô ta là quan gia kiếp trước nên kiếp này tới đòi nợ hay sao? Phải phải, cô ta đúng là quan gia tới đòi nợ. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đáng lý ra không phải là tỷ, mà người đáng chết lẽ ra là Mỹ Ly. Tại sao tỷ lại làm người thay thế? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Tỷ tỷ. Tử Tình, ta đã hứa với muội là ta vẫn tiếp tục sống, nhưng mà ta không làm được. Tử Tình, hãy chờ ta. Huynh làm gì vậy? Huynh quên di nguyện của Tử Tình rồi sao? Cô ấy muốn huynh phải tiếp tục sống đó. Huynh chết đi, có xứng với cô ấy không hả? Huynh có nhớ là lúc lâm chung, Tử Tình còn lo cho Mỹ Ly, sợ Mỹ Ly nghĩ không thông, làm chuyện dại dột. Huynh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Huynh chết rồi, Mỹ Ly còn sống nổi không?